Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh A Vàng TV nha các bạn. Bữa nay mình xuống thấy hai khứa Di với Ken còn ngủ các bạn ơi. Nhã Chu tiếp tục đi làm nha các bạn. Đậu xanh các bạn nhìn nè, trời ống đen xì lì luôn các bạn. Trời ơi, trời mình mới xuống nè. Bữa nay mình thử mình cho hai khứa này thử rồi bữa nay nó làm sao các bạn. Mình giả bộ mình nhậu mình thử lòng chữ hàng nó chữ vô xúc đá liền xì bắp luôn bạn ơi. Rồi hai ngày nay nó làm sao chứ bữa giờ để nó ăn uống no say quá. Nhã Chu chưa chơi nó nữa. Đậu xanh Nhã Chu có coi được, Nhã Chu nhớ bình luận như nha Nhã Chu. Các bạn đợi xíu nha các bạn, giờ mình đi đặt máy quay cái bạn ơi, để ông trời ông mưa cái bú luôn á. Các bạn đợi anh em mình trong giây lát nha các bạn. Lộn, đợi mình chứ đừng đợi anh em hai người cứ đó ngủ anh em gì nữa. Các bạn đợi mình nha các bạn. Các bạn ơi, giờ mình đặt máy quay ở trong cái chậu cây ở trước nha các bạn. Giờ chắc nó hai nó không biết đâu, giờ hai nó chưa ngủ nữa, chưa ngủ hức nữa các bạn ơi. Chưa hức dậy nữa sao mà biết được. Giờ mình sẽ đi qua nhà của ông anh ở gần bên nhà các bạn, mình qua ảnh mình ngồi chơi mình trốn bệnh bạn. Nào mình nghe tiếng hàng nó mình ra mình coi ở phải hàng nó rồi mình giả bộ mình đi qua. Mình sẽ giả bộ xỉn sai mình chữ hàng này các kiểu con đà điểu nha các bạn, nay chơi cho nó bích bích luôn. Coi thử hàng này nay nó làm sao, nó có sợ mình hay là nó súp mà xôi mình lên đúng không bạn. Giờ mình đi trốn nha các bạn ơi. Bạn đợi hai nó vô ra con biết có ra không, phải ra đây thì ok mà không ra đây thì mình cũng bú luôn chứ sao giờ các bạn. Giờ mình đi trốn bạn ơi, nhớ xem hết video nha các bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Long ông nội ơi. Ông xuống nào ạ? À? Quay luôn kìa. Dạ. Ông xuống nào ạ? À? Ai biết. Chắc xuống cái tàu mình lúc mình ngủ á. Ủa, ông chơi gì mà ông đặt đây? Giấu điện thoại ông đi. Ông đặt đây nè các bạn. Chắc ông trốn thôi, giờ mình giấu điện thoại ông đi. Giấu cái gì? Giấu điện thoại ông đi. Nhà giấu cho ông, cho ông có gì? Ông xuống hồi nào hả? Ông xuống lúc tao mình ngủ vậy á. Không biết luôn. Đi. Giờ mình cam giấu ổng luôn các bạn ơi. Để đâu? Để đặt. Bạn đợi mình đặt giấu không nghe các bạn. Giờ anh em mình giấu cam trên đây rồi coi ổng ra ổng tìm ổng phải ngấn xong các bạn. Bữa nay cho ổng té cái điện thoại ổng luôn. Anh em mình chơi như bình thường các bạn, không biết gì. Dạ, mà chị thấy đâu á? Chị thấy bò với chả. Rồi chạy vừa xong rồi. Đậu xanh tôi quay. Ơi mày nói gì đó đi, thằng vô văn hóa. Đúng rồi, mày mất hả? Thật nãy giờ bóng game tôi coi video nè. Mất còn... mới chịu à. Căng như trời. Đậu xanh mấy mày mà mất rồi. Quay phim mà giỡn giỡn coi chừng tao mày. Vừa xỉn kìa. Mày á, còn mày nữa, mày là cái thằng biết á. Cái gì vậy á, đi đi coi cái đâu đó. Má rồi, chạy ra cái. Ôi hàng mày biết trước rồi. Không thấy sao mày về với mày. Đến quậy đó mà mày mày biết rồi tụi mày thấy tao với Nhã làm được cái hai bay là biến kìa. Phá tính phá kìa, tính phá kìa. Phá không? Phá. Phá không? Phá. Ông phá hoài. Ủa mày trời, tao đó. Sao? Nhã đi lỡ phố hát hai bay cho tao đó, hai bay cho trận đó. Phá gì trời? Phá gì? Phá không? Coi thang đồ cái gì? Điểm gì? Điểm gì? Có lụm hoang bay không bây giờ? Lụm? Lụm? Tôi nè. Nói tôi sỉnh nghe, nói chốt nghe. Tôi chạy không biết. Giờ anh sỉnh không? Tôi sỉnh luôn nè. Sỉnh nhau bây giờ. Sỉnh nhau luôn rồi. Tôi bật hát cực quyền luôn. Em gì này, ngôi gió không em gì? Bữa nay nghỉ, không quay. Rồi, vô đây làm gì? Vô đây chơi ấn đồ hả? Ừ. Chơi mà lá làng. Sỉnh xuống đây chơi được không? Ây da. Chơi mà lá làng. Hai thằng bay có chuyện to luôn. Quýt luôn nè. Sợ gì khen cũng không khen, hàng nó bé sợ người. Ông tìm gì hoài á? Tìm gì vậy? Tìm cái gì? Đi cha. Rồi, nè. Tôi điện Nhã, tôi nói á. Điện đi, tao còn nói nó rồi. Cái gì? Tao nói hai bé nhà cái này làm biến. Trời, tôi nói không có nhà, không có nhà. Nó kêu tao xử lý đi. Ông xử lý không? Hai bay ha. Quay cũng không quay, mà ngủ thì ngủ như là heo. Ờ, ra bộ ngủ không ơi. Ngủ vậy kiếm đồ ăn, lạc đồ xuống kia quay thì đi ẻ. Mày ẻ nào? Mày nói mày không ẻ đi. Không ẻ. Không ẻ. Ẻ
em có lần qua kia đi quay đã chúc em đi ẻ. Em có đi hoài á. Con bé. Ông này hôm nay chú gì mà nói chú gì? Con chú chân á. Ăn cắp đồ. Con cắp gì? Cắp gì viên vỡ là anh gì kiếm vàng hả? Tôi coi cái chậu đẹp tôi coi được cái gì? Đẹp mà coi chứ không coi trên. Ông này ông nó thích rồi. Đúng rồi đó. Ông thích xì ca. Quốc rồi luôn à. Dạ. Quốc ma túy. Ông quốc ma túy. Ma túy. Nó gọi đó, hang bay đó. Đau lắm. Cái đó là biển. Ủa 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 là biển. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi bấm cho mình. Trời ơi, chơi gì cho cháu đây sớm giờ. Chưa tôi lắm cho. Em ơi, hàng này giấu không? Trời ơi, giấu nào. Trời ơi, mấy cái này luôn á. Mấy cái này ông nào đâu xanh ra, không thấy gì nổi đâu chân hả? Tôi giấu mà luôn hả, ông điện làm gì? Hàng này giấu thì trả nghe. Tao vô muốn chơi hàng bay thôi, hàng này có giấu thì trả ở đây. Còn vô tao lấy cái một. Để đâu? Còn lần nào thấy nó giấu trong cái trong ông nè. Em khi tới lòng cơ lần này tao lấy rồi. Hôm nay có ai vô mà lòng? Trời ơi, giấu luôn. Trời, cái lấy trả đi nè, cha, cha. Xỉnh hả, xỉnh, tính cho anh vậy. Vô cũng sẵn tôi xúc hàng bay thôi chứ có gì đâu. Rồi sao vậy? Có lấy không? Không. Thằng kia. Không. Có lấy thì trả nha. Có lấy đâu. Tin tôi hả? Còn có một cái máy quay duy nhất đó. Hả? Máy của ta mày nè, con nè bây giờ. Lòng mày ăn đi, còn nhỏ đi, mày ăn đi. Nhờ trả thì hỏi ra đây. Có lấy thì trả. Ông giỡn hoài nha. Không giỡn rồi. Ở trên giỡn rồi. Mày giấu đâu? Tìm đi. Tôi giấu, tìm đi trời. Ủa, xanh lên bãi đâu? Tôi đâu biết. Dạ. Ông mới xíu quýnh. Em có giấu cho tao không? Không. Ông mới xíu quýnh nó mua bây giờ. Chứ đâu. Giấu không? À, đau. Giấu lắm không? Giấu lắm. Giấu đâu? Gì? Thì mặt nó giống giấu không hả? Mày là cái thằng này là chi cái thằng chiên giấu lộ nè. Thằng này bữa ông giấu đồ nè. Thằng chiên giấu lộ nè. Bơ giấu rau nè. Bơ giấu rau mà không có chặn luôn đó. Thằng này nè. Thằng đâu lấy ra. Đâu vậy? Trời ơi. Trời ơi. Hủy hỏi tao đâu. Đâu vậy? Trời ơi. Sam, nách. Vừa tôi lắm. Ủa xanh nãy để quên để chế độ máy bay rồi điện cũng có được. Ôi rồi. Mày sống rồi. Bảo ai điện cho sao? Rồi nó mặc chế độ siêu nhanh nó chạy luôn rồi. Trời luôn. Trời đó nó chạy luôn rồi. Vừa chứ lắm. Lâu trời. Bữa nay biết là tăng. Mà không có điện thoại ăn luôn. Thì mua máy mới đi. Lại hai bê cái hai bê trả mọi người đi. Mua điện thoại mới đi. Tiền còn cái cọc khăn nè mua. Ai kêu ông tên hàng tôi? Dạ ông tên, ông tính tên gì? Vô chơi chữ hàng bay thôi có gì đâu. Tuy nhiên chữ. Ủa không quên bay. Chữ hàng tôi có làm vô chữ biến. Nó làm biến đấy chứ. Vô giả xinh xỉnh đấy chứ. Anh vô anh mở ngoài. Nó giấu, nó bị đau lại, nó nói rồi. Nó có giấu, nó bị đau rồi. Đậu, chân thằng bé đâu, trời, cái ngồi đâu. Đặt cái ngoài đó, đặt trong nhà không đặt. Ừ. Trong nhà cái cây quay cứ đặt, đâu đặt. Tao đi qua, tao đi lại một vòng, tao thấy, tao lụm luôn. Bán cái lượng 7-8 triệu, kiếm 10 triệu. Đậu, xanh để mấy chế độ máy bay, nó ngát chưa. Sao định điện? Sao điện?
giờ điện không có tiền chạy giờ, đâu giờ điện mới trả không giờ lại bà tiền giờ đấy hỏi có bà tiền tính vậy được thà em chứ cho hàng bay thôi chứ có què như vậy giờ hỏi đâu mất tiêu luôn hay có dấu không không thiệt không thiệt về này trễ rồi đem ra giấu tao quay đi là quả báu từ một ai đâu về tao lấy mọi người tao lực nhân quả lực quả lực nhân quả lực nhân quả lực nhân quả không báo nữa rồi nó lấy mọi người quay như vậy nhỏ đâu chờ đâu biết đâu không biết tào lao giấu tao đưa rồi mới ra đây ngồi ăn bánh nè, đây nè. Ngồi bánh lộn chứ kìa mới giấu trong đây nè ai kêu để đó nè ta có nguyên cái lẩu nè gần vô ừ thằng gà không hả thôi mày hay quá mày kỹ sư hay gì ừ tôi sẽ nhà mà ừ mày xây xây cho mi chết đi lực hoa ạ, lực nhân quả từ một ai đâu. Trời ơi, điểm mà tiện giờ lẹ. Đi đoạn đàm với A few moments later. À, nó có dấu không? Không. Cũng ăn không à, đúng gì, để bộ gì mới qua chơi. Mày ngồi nghỉ đi. Ê, lâu. Đâu hả? Gì? Đâu hả? Đâu vậy? Gì vậy? Chứ đâu? Cái gì vậy? Giờ mắc khỏi làm gì giờ? Thầy đá banh. Thôi để đây nè, tôi cho ông này nè. Để đây hả? Vâng. Cho ông này nè. Kêu tôi bằng đại ca đi, rồi tôi ra tiệm tôi mua trong cái máy. Vâng ơi, vâng. Đây đó mẹ nè. Dạ kêu túi với kênh đại ca đi. Được. Hào hán. Hào hán. Mua mày mua cái cục lôi á. Giờ kêu đi. Đó giờ chưa. Mua mày cho tao ăn mà không có tiền mày mua nữa. Nói trời đó giờ chưa lặt bài. Người sao có dấu không? Dạ kêu hai tôi bằng đại ca đây. Tao kêu bằng đậu phanh này có đấm thép bây giờ đó. Ông sao? Đại ca đâu? Đứa mặt không? Kệ nó chỉ kìa. Ông kêu bằng đại ca đâu? Mắt này nhìn mắt nè. Mắt sao? À sao? Rồi bị tao giọng méo đậu hơn. Nhìn kìa. Nhìn kìa, nhìn mà. Hello motherfucker. Trời ơi. Gì cho anh lại? Tính cho anh chị. Mày là cái thằng cầm đầu là chúng ta. Ờ, kê ra. Đúng không? Mày là cái thằng cầm đầu đúng không? Tôi đến kêu một kiếm ông mượn kia đó nó đi dấu đi. Mày. Nhanh kêu đi dấu đi. Há đầu được chứ. Bây giờ. Bây giờ bắt đầu rồi. Ông hả? Hai bà dấu cũng kỹ thuật đó. Bây giờ. Đậu xanh mày. Tôi nè, tôi nè. Tôi nè. Hai à. Chơi hai bay không ngờ hai bay chơi lại tao được được giỏi giỏi hai bay giỏi rồi hai bay số 1 hai bay number 1 cho mình một like các bạn không cho anh gì rồi ờ hai bay số 1 hai bay number 1 à mà cho hai này thất bại các bạn ơi đậu xanh nó xuống nó gặp máy quay mình giấu lậu quá sao nó thấy đậu xanh á được rồi thôi bữa nay mình xin lỗi mấy bạn bữa nay nha các bạn nay mình dở quá mình để hàng quần nể thấy máy quay các bạn ơi nó chơi ngược lại mình nó chứ làm mình hồn vía lên mây hết trơn đi về nó chứ nước mũi nước đá gì chảy từ lưa hết trơn đậu xanh hai bầy nhớ hàng bầy rồi trời để đây hãy để đây à mình xin nút xin phép kết thúc video luôn á các bạn. Nếu các bạn thấy video mình bị chơi các bạn chơi có thương mình nữa các bạn cho mình một like đăng ký một chia sẻ hả các bạn bị thằng Ken với thằng Duy chơi xanh bị hai thằng khứa này chơi ngược lại đau dữ á trời hai thằng khứa chơi các bạn ơi à chúc các bạn xem video dễ chào tạm biệt các bạn ai nói bạn thì bị nha các bạn.